Sáng nay ngày 9 tháng 9, nhằm ngày 25 tháng 7 năm Quý Mão, Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên phối hợp cùng Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Du Lan Báo Hiếu, làm dân pháp y cúng dường, khánh thuế chư tôn đức sau 3 tháng an cư kiết hạ tại bếp ăn từ thiện Tường Nguyên số 79 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 4, Hòa Thượng Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Thượng tọa Thích Thiện Thật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp chính quyền, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, cùng hơn 230 chư tôn đức tăng ni Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử cùng về tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã chia sẻ về ý nghĩa, nguồn gốc và thông điệp của mùa Du Lan Báo Hiếu. Thông qua buổi lễ để tri ân công đức sinh thành dưỡng dục, khuyến tấn đến các Phật tử thực tập hành hiếu, đặc biệt là với những ai may mắn còn cha mẹ trong đời, thì đó là cách báo ơn tốt nhất. Sau đó là nghi thức dâng hoa cúng dường, cài hoa hồng, hoài niệm ân đức sinh thành của cha và mẹ, trong niềm hoài cảm sâu lắng về hai đấng sinh thành. Đại diện đạo tràng đã đọc bài cảm niệm Du Lan, hồi hướng công đức trên hai đấng sinh thành, theo tinh thần và ý nghĩa mà Đức Phật đã dạy. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ Du Lan đến toàn thể hội chúng, cũng như nhắc nhớ về tứ trọng ân của người con Phật. Theo đó, Du Lan là dịp để chúng ta trở về với cội nguồn, thể hiện lòng tri ân và báo ân lên ba ngôi tam bảo, đồng thời thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ ông bà, hồi hướng công đức về cho tiền nhân của mình. Nhân dịp này, đại diện Phật tử đã dâng lời tác bạch cúng dường lên chư tôn đức chứng minh. Sau đó, đạo tràng Phật tử dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức đã dâng pháp y vật phẩm cúng dường lên chư tôn đức hiện tiền chứng minh và đó hồi hướng công đức lên hai đấng sinh thành theo tinh thần và ý nghĩa mà Đức Phật đã dạy. Trước đó, toàn thể pháp hội đã đồng đọc tụng bài kinh Du Lan hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, chư hương linh quá vãng của gia đình các Phật tử được sớm sanh về cảnh giới an lành. Pháp hội Du Lan báo hiếu dành dân pháp y Phật lịch 2567 tại bếp ăn Tường Nguyên đã hoàn mãn cho không khí đặc biệt trang nghiêm thanh tịnh, lay động trước đạo tâm chí thành của những người con Phật. Được biết, trước đó đêm ngày 8 tháng 9 nhằm 24 tháng 7 năm Quý Mão, chư tăng Phật tử chùa Tường Nguyên phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long cũng đã tổ chức đêm thắp nến tri ân các tình nguyện viên, các y bác sĩ, các chiến sĩ đã hy sinh trong công tác chống dịch COVID-19, đồng thời tưởng niệm các nạn nhân trong đại dịch, nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc.